thứ mấy nhỉ? Tư. Ừ. Chào các bác nha. Mời các bác trở lại với Bonsai nhà vườn của ông Vệ. Em lên tiếp tục cái lô sung nhà em Bonsai. Các loại giá cho các bác lựa chọn nhé. Đây là cây đầu tiên của cái clip này. Em báo giá luôn cho các bác. Cây này 300 nhé. Cây này nó đã có quả rồi. Đây em đo cho các bác xem. Cái này 28. Con này gốc là 26. Tàn ngang 35. Các bác xem gốc nhà em. Các bác chơi bonsai thì các bác lưu ý những cái bông tay. Khi làm được những cái bông tay này nó dày dặm này mất một thời gian khá là lâu. Nếu các bác mà chơi ở trên chậu thì nó còn lâu hơn. Thực ra các bác mua những cái hàng nhỏ như này thì các bác thường là các bác lên chậu chứ không bao giờ các bác dùng dưới đất nhé. Nên các bác chọn những cái bông tay nó kỹ này mà chơi. Về các bác chỉ có bấm tỉa xung quanh những cái bông tay này là các bác chơi. Các bác không... Đấy, lá nhà em to đúng bằng ngón tay út, cái nào to bằng ngón tay út. Cây này em báo giá 300. 300, cây này có đẹp luôn các bác nhé. Thường thường thì em dao động 300 đủ lại. 300 đủ lại. Nói chung là vẫn có cây 200, cây hơn 200, nó tùy cây nhé. Rồi, đây là cây đầu tiên trong cái video này. Em báo giá là 300. Cây số 9 nhé. Đây là cây số 10. Máy thì như nóng ấy. Hả? Đúng không? Vẫn quay chứ. Em nghỉ. Quay đi. Rồi đây là cây số 10 nha em. Các bác xem. Gốc cây nó có quái dị không? Đẹp không? Các bác xem những cái đường lướt của nó rất là mịn này. Cái gốc của nó rất là ok nhá. Đây các bác xem. Đồ thực tế các bác, con này 31. Chiều cao của nó là 30. Các bác xem những cái đường gốc của nó này. Nó rất là mềm. Đấy. Một cái chậu nữa thì khá là ok cho em nó. Các bác nhìn cái gốc này thì lên được cái chậu đẹp nữa thì đúng là quá tuyệt vời luôn. Cái này là 300 các bác nhé. Thường thường là em bán là nếu các bác ở xa thì em sẽ hỗ trợ một ít để lo ship, chứ còn đem bán là bán tại vườn là cái giá như vậy. Hàng nó có quả rồi nhỉ. Đây là cây số 10. Khá đẹp. Này tí vứt gọn vào. Đây là cây số 11. Các bác xem những cái đường lắc của nó này. Cái này 200. Các bác nào nếu mà cần nhỏ lắc léo thì đây. Các bác xem đi ạ. 200 là một cái cây này. Để làm cái cây cũng rất là lâu các bạn. Khi các bác đơn giản các bác dòng cây nuôi nó đã khó rồi. Khi thành phẩm như này nó rất là khó. Các bác xem. Ngày em thì nuôi dòng rất là nhiều. Gọi lấy nhiều bù thôi. Chứ cũng dòng rất là vất vả. Đây là cây số 11 nha. Rồi em lên cây tiếp theo. Lên con cây tiếp theo, Betty.
Chị ạ. Đây là cây số 12. Quá nhỏ. Con này chắc chỉ trăm với hơn trăm thôi. Cây này là vâng, cây này nó lẫn vào cái lô này. Các bác nào ưng ý chốt thì cứ nhắn tin cho em. Cây rất là già. Trăm trăm được. Cho bác chơi cho nó thoải mái. Bác nào cũng mua hai cây tặng. Mua hai cây tặng cây. Ồ, ok. Liên tiếp. Nhìn vào đây đêm nước nó chảy vào là mệt đấy. Rồi. Cái này cây 13 nhỉ. Cây 13. Cùng cái lô rẻ nhưng mà nó lẫn vào đây mấy cây. Rồi, cây này 100k nhé. 100.000. Cây quái quái dị luôn. Bác nào mua hai cây thì cây này 50. Rồi, những cây này thì em quay nhanh. Đây, còn cây này. Cây này cây 14. Ok, cây này cây 14 nhá. Cây này đã có quả nhá các bác nhá. Đây là cây số 14 nhỉ em. Cây này đã có quả rồi. Cây này rất là đẹp. Cây này hôm nọ nó đang bắn quả. Em tháo luôn cái dây này ra cho nó. Các bác xem những cái đường bông tay của nó rất là đẹp. Cái này nó tầm hơn 200. Các bác xem. Ok chưa? Cây này cây số 14 nhá. Bác xem bông tay nó khá là mượt. Số 14 á. Cây này ship thì chắc là khoảng mấy chục. Hôm nay ông cắt nó cho nó rõ để rõ cái bông để cho các bác xem. Wow. Rồi. Cây này cây 15. Cây này 100k các bác nhá. Đấy, gốc thì to. Cây này cây số 15. Đấy, các bác nào mà mua hai cây tầm như này thì chắc là không đến 100k đâu. Các bác cứ mua hai cây 250, 300, em sẽ khuyến mại một cây bán với giá 100k. Còn cái lô 150 của em sẽ để hết giá 100. Này là em xả hết. Đấy, nó tùy từng cây vì cái mấy cái lô này nó đang bị lô vào đây. Ok, đây là cây 15. Cái này là cây 16 nhỉ? 16. Cái này em báo giá luôn. Cái này 2,5 nhá. Để các bác xem những cái đường nét của nó này. Gốc kỳ quái luôn. Hàng này ra quả hết rồi. Các bác yên tâm. Đây các bác xem gốc của nó đây. Em mới tháo dây thép. Bắt đầu nó hơi nhám vào trong. Cây này cây 16. 2,5. Cây đẹp cơ. Quá đẹp. Nhà em thì các bác xem từ to đến bé này, rất là nhiều, rất là nhiều. Đấy, em quay trực tiếp tại vườn luôn. Nhưng em không nhập ở đâu cả. Nó lên một cây này.
Quá đẹp luôn. Đây là cây số 10 mười mấy 17. 17. Thái Bình luôn. Thái Bình quê em nhé. 17. Đây. Con này 17. Các bác xem. Gốc ok. Đây, 17 nhé. Hàng đã ra quả nhá. Các bác xem. Đấy, bẹ này mà trồng lên cái chậu đẹp thì nó nổi lên thì thôi rồi. Cây số 17. Quá đẹp luôn. Nó tầm 250 nha các bác nhá. Nhà em nhiều nên em bán thôi, cái giá vậy cho các bác chơi. Cũng mùa Covid nên là đôi khi là kinh tế nó cũng khó khăn. Đấy. Các bác nào ngoài Bắc thì em có thể ship được, chứ trong Nam thì em đang gối đơn vì chung tay chống Covid. Nên em quay em cứ quay thôi. Đây là cây số 17. 17 của em nhé các bác nhá. Ok, lên cảm ơn các bác đã xem video nhé. Chào các bác.